trong sự dữ dội của sóng, của gió và cả sự thờ ơ của mọi người. Đưa bị bỏ mặc và lãng quên. Vài năm nữa, liệu Cồn Đen có cầu hô chỗi dậy cho ông? Năm 2005, ông xây dựng dự án khôi phục Cồn Đen. Lúc đầu, chẳng mấy ai, kể cả gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương có niềm tin. Các bạn ạ, đây là khu dinh du lịch sinh thái Cồn Đen nhé, ở Linh Bình các bạn ạ. Các bạn nghe thấy không? Đây là khu du lịch sinh thái, cho nên là vượn chim kêu rất nhiều và các phong cảnh ở đây cũng rất đẹp và mát. Tổ chim một câu nó vào tổ các bạn ạ. Đây các bạn còn được chiêm ngưỡng chú khỉ. Mình quay chỗ này hơi tối các bạn ạ. Đây các bạn còn có cả những chú cá sấu. Nó đang nằm phơi lắng, phơi mình trên nền gạch. Đây là chuồng lưới công các bạn ạ. Đây là một đôi công các bạn nhé. Rồi, chết
Hưng đâu rồi Hưng? Nào ngẩng cái mặt nó lên. Nào đưa tay lên. Nào này. Lấy máy thôi chụp cơ. Đây được gọi là cầu ước mơ 2 các bạn ạ, của đảo Cồn Đen, là mình đi cái cầu này ra biển bằng cầu tre. Các bạn trải nghiệm đi trên chiếc cầu này gần một cây số các bạn nhé, bằng cầu tre này để ra biển. Có dịp nào các bạn hãy đến thăm khu du lịch Cồn Đen của Ninh Thái Bình nhé. Các bạn đi gần một km đường tre như này ra biển, nước biển.